Có mấy bạn nói Thảo nói về cách trồng thanh long đi, sao mà có nhiều trái quá vậy, có một gốc mà để 80 trái đó. Cái nhìn thấy cái đám thanh long ở phía sau Thảo không, cái đám này hồi năm rồi được 50 mấy 60 trái, còn cái gốc bên kia nhỏ hơn được 20 mấy trái nữa. Vậy thôi bữa nay nói sơ sơ về trồng thanh long ha. Rất là tươi tốt. Thanh long này là ở trong cái gốc này có hai loại, thanh long hai da và thanh long thường. Cái nhánh nào to to mập á, là thanh long hai da. Hai da là cái trái nó rất là to, vỏ dày. Còn thanh long thường thì trái nhỏ nhỏ, vỏ mỏng mà màu đỏ đậm. Thanh long hai da thì cái màu nó lợt lợt, vừa pha giữa màu xanh xanh và đỏ đỏ. Mấy cái nhánh ốm này là thanh long ruột đỏ, khoảng 1 tháng nữa cái rạch bông rồi mà khó đậu trái lắm. Có người chỉ là phải lấy cái bông này chấm qua cái bông kia thì mới đậu trái, tự động nó không có đậu trái như thanh long ruột trắng. Khó ra đậu, năm nào cũng ra 10 mấy bông rồi xong rồi tàn luôn. Đó, đây là ruột đỏ nè, mới trồng được 2 năm. Còn bên đây là ruột trắng rất là lớn. Cái dàn thanh long này nó khoảng tháng 11 là bắt đầu hết trái, bắt đầu cắt bỏ nhánh. Những nhánh nào mà không có tương lai á, nhỏ 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 cắt bỏ hết. Rồi chừa những cái nhánh mập khỏe. Đó, mập khỏe như vậy nè, rồi cắt cái đầu nó để cho mùa sau nó tức nó sẽ mọc trái nhiều lắm ở đây nè. Nhánh nào cũng cắt cái đầu nó hết. Rồi mùa này khoảng tháng 4 bắt đầu là ra nhánh nhỏ nhiều lắm. Cành một nhánh, thường nhánh mẹ đó, nó sẽ mọc ra 5-6 nhánh nhỏ luôn, nhiều lắm. Thì cắt bỏ hết, chừa một hoặc hai nhánh đẹp đẹp mập mập thôi. Còn cái nhánh nào mà mình muốn ra trái, cắt bỏ hết để cho cái nhánh đó nó ra trái. Như mấy cái nhánh này nè, muốn cho nó ra trái thì đừng cho ra nhánh nữa. Nên hồi cuối mùa rồi Thảo cắt rồi, cắt cái đầu nữa hả, để cái đầu nó còn là nó ra thêm nữa, nó ra dài thêm nữa. Còn khi trồng á, lúc nhỏ đây làm mẫu nha, làm mẫu lấy cái một cái cây, thích cây lắm, để nó bám vô cái cây á. Đây cắt một nhánh nhánh thanh long đó, cái cột vô thân cây, để cho cái phần mà phẳng nè, cái phần bằng nè, ép vô cái thân cây rồi cột lại ha. Cái thân cây muốn cho nó cao lên 1 mét hay 1,5 mét cũng được, thì nó cao tới cái độ này nè. Trong thời gian nó cao nó mọc nhánh ra thì lựa khoảng 3 nhánh thiệt là mập, thiệt là tốt, để cho nó cao lên tới đây. Rồi từ 3 nhánh đó sẽ xè ra, có thể mọc thêm nhiều nhánh nữa, nhưng mà khi 3 nhánh đó nó mọc nhiều nhánh nữa thì cũng để 2-3 nhánh thôi. Cắt lúc nào cũng cho, muốn cái nhánh nào nó có trái á thì phải để nó vậy nè, không có mọc nhánh con hả. Nó mọc nhánh con thì cái phần đã mọc nhánh con rồi không bao giờ có trái đó. Cái phần nó dè nó xà xuống nó mới có trái đó. Giờ đó muốn cho nó có trái thì không có cho nó có con. Nói kiểu dân dã. Còn đất trồng á hả, ở đây nhiều người kêu mua phân trồng thanh long, Thảo đâu có cần đâu. Thảo cứ mua cái phân trộn có 1 đồng mấy à. Cây thanh long nó hay mọc rễ bàng ra vậy nè, cứ chừng tháng 2 tháng cái lấy một hai giá thảy vô gốc, thảy bàng ra là nó ăn cái đất đó rồi thảy hoài luôn. Với lại mấy cái lá cây ở trong vườn quét mục nè, cái quét bỏ vô gốc cây, cái xong rồi bỏ bỏ bàn bàn ra cái gốc thanh long, rồi cái bỏ cái phân phân trộn ở đây, chắc người ta trộn đất nè với phân bò hoặc phân gà ta trộn lại ta bán nhá, xốp xốp. Thấy trồng cây tốt lắm, có bịch thì 7-8 đồng một bịch, có bịch có 1 đồng mấy. Thảo mua loại 1 đồng mấy á, 1 đồng 39 cent á, 1 bao. Cứ lâu lâu cho 2-3 giá, mà đừng có cho ngay cái gốc nha, cho ở xa xa á,
mà muốn bỏ chừng hồi nhỏ bỏ chừng giá thôi, cây mà lớn giống cây của Thảo là Thảo cho lần ba bốn giá luôn. Nhưng mà trước khi cho là đổ cái bịch phân nó ra đi cho nó hết nóng á, để đổ vô gốc cây mà nó nóng quá thì nhiều khi cây nó chết luôn á. Nó mấy cái phân nó nóng lắm nên mua về là mở bao ra đổ một đống vậy đó, rồi lâu lâu cái xúc bỏ vô gốc cây. Rồi cái cây này á thì chăm sóc là giờ cắt hết rồi, thấy không, nhánh nào cũng không có con hết trơn á, có một mình nó thôi thì nó sẽ có trái, đừng cho nó có con nha, tiệt tiệt giống nó, triệt đường sản của nó. Rồi tới thời chừng tháng 4 năm nè bắt đầu nó ra ra nhánh nè, thấy cái nào nhỏ nhỏ vừa mới ra bẻ. Nhưng mà nếu mà cùng mình đừng có bẻ hết, cũng chừa một số nhánh mới để cho nó ra cái mới. Thảo lại nhà người quen á, thấy trồng thanh long cái nói sao nguyên bụi bự quá có một trái à. Cái Thảo nhìn vô Thảo thấy cái nhánh mẹ gì đâu mà có 6 nhánh luôn, 6 7 nhánh con để cho hết. Thì cái nhánh mẹ nó nuôi gì nổi, ba nhánh con thôi, từ cái nhánh chánh á ba nhánh nhỏ thôi, rồi từ cái nhánh ba nhánh nhỏ đó nó có mọc ra nữa cũng để chừng hai ba nhánh thiệt là mọc quá tốt á, còn cái nào nhỏ nhỏ cắt bỏ như cái này nè, cái phần này nó ra khúc khúc vậy nè, nó trái nó cũng nhơm nhách nè, cái đoạn này mai mốt Thảo cũng cắt bỏ luôn á, cái đoạn nào mà nó ra cái khúc nhỏ nhỏ đây nè, tại hồi mùa rồi Thảo chưa chăm sóc ha, thấy cái đoạn này có một khúc nhỏ xíu nè, thà Thảo cắt bỏ cái khúc nhỏ này đi cho cái khúc ở trong nó mạnh nó ra trái mới bự. Nói chung là kinh nghiệm tự 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 thấy cái cây thanh long nhà Thảo thôi, của Thảo là cái gốc có ba 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 gốc mà nó ra quá chừng nhánh như vậy nè, cao lên 1 mét rồi tự bung ra, bên đây là một phần, bên phần phía sau còn có phần phía trước nữa đó, cái phần này phía sau phần phía trước đó, cao khoảng 1,5 m cái bắt đầu nó bung nhánh ra. Hồi xưa cũng không biết cứ để cho nó mọc quá chừng luôn thì mấy năm đầu đâu có trái đâu, lo mọc mọc nhánh không à, nên giờ biết rồi, muốn cho nó đừng có mọc nhánh nhiều thì triệt mấy nhánh đó nó mới ra trái, chừa nhánh nào muốn có trái thì cắt cái đầu nó. Giờ vô mùa xuân bắt đầu mấy nhánh thanh long sẽ mọc ra nhánh mới rồi, nên cô chú anh chị và các bạn bắt đầu chăm sóc nha, thấy nhánh nào mà không có tốt á, èo uột á thì cắt bỏ hết đi, chừa một hai nhánh tốt tốt thôi. Rồi cái này là khoảng tháng 11 á bắt đầu dọn vườn cắt bỏ nhiều dữ lắm, mấy cái nhánh mọc tùm lum tà la đó bắt đầu cắt bỏ, nên cái mấy cái này là tiễn không nè, chuẩn bị có trái nên bây giờ không có cắt để cho cô chú anh chị và các bạn được. Khoảng tháng 11 á mới bắt đầu cắt để cho, lúc đó cắt nhiều lắm, có khi cắt bỏ một thùng luôn, thùng bự luôn. Tại năm nào nó cũng mọc ra thêm nhánh mới nhiều lắm, còn bây giờ mấy nhánh này là tiễn tiễn hết rồi, chuẩn bị sanh sản, chuẩn bị ra trái. Thảo hay mua cái phân này nè, cái bịch phân này. Đến khí trời ấm áp, con người cũng dễ chịu, ra vườn chia sẻ kinh nghiệm trồng thanh long. Cái đó là kinh nghiệm của Thảo trong thời gian trồng thanh long có được, nên cô chú anh chị và các bạn nào biết nhiều hơn thì cho Thảo thêm kinh nghiệm nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video và ủng hộ kênh Thảo Kali. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.